trong chương trình của chúng ta thì không yêu cầu chứng minh công thức này. Nhưng thầy sẽ vẫn trình bày chứng minh ở đây để bạn nào quan tâm có thể theo dõi. Chứng minh sẽ sử dụng các hệ thức lượng chúng ta đã vuông rất là đơn giản thôi. Và một công thức đẹp như thế này thì chúng ta không chứng minh cũng khá là phí đúng không các em? Vậy thì bạn nào quan tâm có thể theo dõi phần chứng minh của công thức này nhá. Để chứng minh công thức này thì đầu tiên thầy sẽ dựng góc A và góc B. Đây là góc B. Và đây Đây là góc A Vậy thì chứng tỏ là góc màu xanh Màu xanh lá mạ ở đây Thầy sẽ có là góc A chữ B Thầy sẽ coi đoạn thẳng này Có độ dài là một Vì sao lại như vậy Thì một lúc nữa các em sẽ hiểu Đây thầy sẽ coi Nó là cạnh huyền của hai tam giác vuông Tam giác vuông đầu tiên Nó có cạnh huyền bằng một và nó có một góc nhọn bằng bằng B đây chính là tam giác vuông của thầy. Và thầy có ngay cạnh góc vuông này nó kề với góc nhọn B trong tam giác vuông có cạnh huyền bằng 1. Vậy thì nó sẽ có độ dài là cosin của B nhân với cạnh huyền bằng 1 nó sẽ bằng cosin B. Tam giác vuông thứ hai mà cũng có cạnh huyền bằng 1. Thầy sẽ kẻ tam giác vuông như thế này. Vậy thì các em thử xem là cạnh nào trong tam giác vuông này có độ dài bằng cosin của a trừ b được. Tam giác vuông này là tam giác vuông có cạnh huyền bằng 1 và có một góc nhọn bằng a trừ b. Cho nên cạnh kề với góc nhọn trong tam giác vuông này nó sẽ có độ dài là cosin a trừ b. Nó chính là cạnh này. Cạnh thì đánh dấu màu đỏ ở đây, nó là cosin a trừ b. Nó cũng chính là giá trị mà chúng ta đang xét ở đây. Vậy thì ý tưởng của chúng ta sẽ là phân tích đoạn thẳng màu đỏ này. Thành hai đoạn thẳng. Một đoạn thẳng có độ dài là cosin A nhân cosin B và đoạn thẳng còn lại có độ dài là sin A nhân sin B. Chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên tại đỉnh của tam giác vuông này, thầy sẽ vẽ đường vuông góc xuống với cạnh màu đỏ đây. Và từ đỉnh này, thầy sẽ hạ vuông góc với đường thẳng thầy vừa vẽ ở đây. Thầy được thêm hai tam giác vuông. Vì sao thầy lại dựng hai tam giác vuông này? Nhìn vào biểu thức sin A nhân sin B ở đây, chúng ta liên tưởng đến là gì? Một tam giác vuông có cạnh huyền là sin B và nó có một góc nhọn là a thì cạnh đối với góc nhọn có số đo bằng a nó sẽ có độ dài là cạnh huyền là sin b nhân với sin của a vậy thì ở đây thầy sẽ dựng như thế này được tam giác vuông có cạnh huyền là sin b tương tự như vậy thầy sẽ dựng như thế này thầy sẽ được một tam giác vuông có cạnh huyền là cos b à khi thầy dựng như thế này thì thầy sẽ phát hiện ra là gì góc này của chúng ta sẽ bằng góc A. Vì sao? Vì chúng ta thấy là góc góc này và góc này phụ nhau. Và góc này trong tam giác vuông này nó lại phụ với góc này là bằng A. Cho nên góc này sẽ bằng góc này. Cho nên góc này bằng A. Thế thì thầy sẽ suy ra ngay. Vậy thì tam giác vuông này nó có cạnh huyền là sin B một góc nhọn là A. Cho nên cạnh góc vuông mà đối với góc A nó sẽ có độ dài là sin B nhân sin A. Thầy có thể thao tác ở trên tam giác vuông này nhưng thầy sẽ vẽ thêm một tam giác vuông ở đây để tạo thành một hình chữ nhật để chúng ta có thể dễ quan sát hơn. Thầy tạo ra tam giác vuông như thế này. Và thầy có ngay góc góc này của chúng ta cũng bằng với A. Góc này sẽ bằng với góc này. Cho nên cạnh góc vuông mà kề với góc nhọn A nó sẽ bằng cạnh huyền nhân với cosin góc A hay là nó bằng cosin B nhân cosin A. Đến đây chúng ta thấy đoạn thẳng màu đỏ ở đây nó có độ dài bằng đoạn thẳng màu xanh cộng với đoạn thẳng màu vàng. Hay là gì? cosin của a trừ b nó bằng sin a sin b cộng cosin b nhân cosin a. Như vậy, chúng ta sẽ có công thức này.